Vâng. Mẹ lên núi nhà mình nhá. Ra rồi đã. Có lâu rồi đấy, nông nghiệp là cắt lúa dưới đồng lên xong là phơi luôn trên đường này đấy. Nhà nước mình là mẹ rất sông xanh đúng không, làm bao nhiêu tiền chỉ cho đi phơi lúa nó đang ngồi. Chà. Tí to thế nhỉ? Tí nhặt to thế nhỉ? Tí to thế nhỉ? Thằng này mày lại nhanh đi vợ. Thế nhặt nhanh đi vợ. Nhặt. Mấy năm nữa à? Nọ đã bảo đây chuẩn bị đi hỏi vợ rồi mà răng này đã chi chi. Thế bảo bao giờ lấy vợ? Sắp đi hỏi vợ rồi. Báo. Hôm nọ bà cháu đi hỏi vợ sáng sớm nó bảo chán chết, đóng bộ diện lắm. Bố quyết chả xây nhà người ta cứ xây.